Lần đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chưa audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác các thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube phát triển. Hôm nay là ngày 11 tháng 8, em xin hạnh giới thiệu tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa vắng Victor với model của nó là XLZ221. Đây là chiếc đầu của đàn em, có chiếc đầu Victor 321 đấy, hay là 521, thì cái dáng của nó cũng rất là giống nhau. Thế về cái phần cân nặng như là cấu hình thì nó khác nhau thôi ạ. Thì chiếc đầu này có sở hữu cái xoay ngang của nó 43 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 30 cm. Nó nặng là 4,5 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen. Cái phần mắt độc thì dùng mắt độc của Sun Victor rồi, Victor thì không dùng bất kỳ hãng hãng nào. Victor dùng riêng của hãng nó. Và đây là một cái dòng mắt độc rất là tốt, không kén đĩa, bền bỉ. Đấy. Bác nào đã sử dụng đầu Victor hay là đầu GBC cũng là một hãng đấy ạ. Sản phẩm của hãng nó rất là bền. Đấy. Chất lượng phanh rất là tốt. Ở chiếc đầu này thì sử dụng một chip rẻ mã ML6623, thêm vào đó con IM, một con Yamaha nữa, và con 6713, 3613 chứ, xin lỗi, 3613. Chất âm của nó rất là tươi sáng này, ngọt ngào và chi tiết. Bác nào mà có những bộ âm thanh mà dải trầm nhiều thì các bác chơi chiếc đầu CD này là rất là phù hợp đấy ạ. Chất âm của nó rất là sạch, chi tiết và tươi sáng. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác xem. Ngoại hình của chiếc đầu này thì về thì khá là đẹp, nhưng mà chỉ có cái phần chữ này thôi, cho vệ sinh thì nó bay mất một số chữ này. Này. Đây, này. Đấy. Ở bên đây thì có chữ phone này cũng bị này. Đây này. Đây nữa này. Đấy. Chứ còn mặt mũi thì còn đẹp. Đấy. Và cái đầu này thiết kế cái đồng hồ quát nên làm hơi vát góc về phía trong, ở bên trong. Đấy. Và phần cạnh trên của nó thì cũng có bị xước đây, có lỗ hai vết đây. Đấy, còn lại thì rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Đây có một số nhỏ thôi. Đấy, rất là đẹp. Ở đây cũng biết sức mở không nhé. Sức mở, nói chung là đẹp. Đây nữa. Đây, model của nó là XLZ221, điện 100V, công suất của nó là 10W, được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Series máy của nó là 17307889. Ở chiếc đầu này thì có hai đường A đúc ra, đường phích và đường volleyball. Đường volleyball thì chỉnh âm lượng phía trước, còn đường phích thì chỉnh âm phía trước. Đấy, và đường cổng quang ra để cho bác kết nối thiết bị bên ngoài. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Cái phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Bộ cơ của nó rất là êm ái và chắc chắn. Đấy, đây là con chip mã ML có áng mát đây này, 6623. Đấy, các bác đã nào đã chơi con chip giải mã mát rồi thì thấy cái chất lượng âm thanh của nó rất là sạch, chi tiết. Và đây con IM3613 đây ạ. Đấy. Rồi, và sau đây em xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong khúc từ 800 ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy tiếp em với số máy là 0907 23 269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh ạ. Hôm nay thì em xin test một cái CD sao chép có Trường Vũ để cho bác được thưởng thức ạ. Đấy, nhận bài ngay. Các bác hãy đeo tai phone vào để cùng em thưởng thức ạ.
lòng anh chắc em đã yên. Anh nghèo em cùng chẳng hơn anh, nhưng anh trao nhau có chân thành. Nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vẫn rõ, thấy có vẻ rất tốt ạ.
ta xa rồi em nghe đường em vui vui đừng về bên gác trọ để mặc tôi với đời em đi thật xa để quên chuyện ngày qua ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua tôi đi tìm bối xóa hình em trong mắt tôi lời nào hai đứa nhận và tìm quên kỷ niệm mẹ cay từng đêm cùng chi đầy đọa thương tình yêu tình ngâm hỡi trời xin dạ nhân tình tôi nỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ không thờ đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa cơn mưa nào không dứt buồn riêng ai chóng phai đời nào không dứt chạy tình nào luôn thắm hoài tôi không dần em nhìn chiếc buồn tờ duyên tầm tay nào tôi vơi tình ta cách xa em xin phép được từng Vietjet ở đây thì chiếc tàu này em bán với giá là 1.000.000 đồng em bao phí ship toàn quốc sẽ bao là chuyển đủ tiền cho em số điện thoại em là 0907 223 269 em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau ạ.